cô giáo Hà Nội bị phụ huynh xông vào lớp hành hung. Một phụ huynh trường tiểu học Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội đã vào lớp học hành hung cô giáo chủ nhiệm của con. Trao đổi với Vietnamnet, chiều ngày 12 tháng 5, đại diện phòng giáo dục đào tạo quận Ba Đình cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Ba Đình đang điều tra, xử lý vụ việc cô L, giáo viên khối một trường tiểu học Ngọc Khánh, Ba Đình, bị phụ huynh hành hung. Một cán bộ công an quận Ba Đình cũng xác nhận thông tin này và cho biết sự việc diễn ra vào khoảng ngày mùng 5 tháng 5. Ông T, phụ huynh của MVA, đã vào lớp hành hung cô L, giáo viên chủ nhiệm. Ngay sau khi nắm được thông tin, công an phường đã đến khống chế, áp giải ông T lên trụ sở. Cô giáo L, sau đó cũng phải đi kiểm tra thương tích, song mức độ ảnh hưởng không quá nghiêm trọng. Vị này cho biết, khi làm việc với những người có liên quan, ông T có dấu hiệu sử dụng rượu bia, không tỉnh táo. Ông T từng có tiền án tiền sự trước đó. Khi tỉnh táo lại, ông T cũng nhận thấy hành vi của mình không chuẩn mực và tỏ thái độ ăn năn, hối lỗi, vị này nói. Vụ việc đang được công an quận Ba Đình thụ lý giải quyết.